Cải tiến trang thiết bị kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất là những biện pháp mà thời gian vừa qua Tổng công ty Ba Son thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thực hiện để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Bên cạnh đó, Tổng công ty Ba Son cũng đầu tư nhiều hệ thống máy móc hiện đại để người lao động giảm bớt các quy trình thao tác bằng tay, áp dụng công nghệ để đo đạc, kiểm tra chất lượng không khí, nguồn nước tại nơi làm việc. Với ngành nghề đặc thù là sản xuất các loại sơn, lại có vị trí đóng quân liền kề khu dân cư, nên những năm qua, công ty Sơn Hải Âu đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm môi trường trong sản xuất. Công ty đã trang bị dây chuyền máy móc đạt công suất 5.000 tấn trên một năm và hệ thống thiết bị đo kiểm đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kiểm tra tất cả các chỉ tiêu kỹ thuật của vật tư, sản phẩm. Đặc biệt là máy phun xương muối và tủ gia tốc môi trường cho phép rút ngắn thời gian kiểm tra độ bền chống ăn mòn, lão hóa của màng sơn. Xây dựng hệ thống quạt hút, quạt đẩy, hệ thống hút mùi, hút bụi, bố trí các cửa thông thoáng một cách tối đa. Hàng năm thì chúng tôi có xây dựng các cái kế hoạch về kỹ thuật an toàn, bộ lao động và phòng chống cháy nổ. Trong đó thì chú trọng các cái công việc như là tuyên truyền, vận động cán bộ nhân viên nhận thức sâu sắc được cái độc hại của môi trường lao động. Đấy, để nâng cao cái nhận thức và chấp hành nghiêm cái kỷ luật về bảo hộ lao động. Từ năm 2019, Tổng công ty Ba Son đã đầu tư hệ thống nhà xưởng theo hướng hiện đại, bảo đảm 100% người lao động không phải làm việc ngoài trời. Trang bị thêm nhiều trang thiết bị bảo hộ cá nhân theo đặc thù công việc cũng như nhu cầu của người lao động. Áo thông gió, mặt nạ cho công nhân hàn, mặt nạ chống khói bụi. Quá trình đóng tàu, Tổng công ty luôn đưa ra các phương án công nghệ tối ưu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tiến độ và giảm chi phí như tăng khối lượng đóng và hoàn thiện các tổng đoạn trên bệ khuôn, sử dụng hiệu quả các thiết bị kỹ thuật mới như cắt chi tiết tôn vỏ trên dây chuyền tự động. Cái nhà xưởng xây mới sau này thì cái hệ thống thoáng gió, khí thoáng gió đều đạt, anh em làm việc là cảm thấy thoải mái. Các cái trang thiết bị cho đến quần áo bảo hộ là được kiểm định và nói chung được đặt cái loại tốt nhất để anh em làm việc trong cái môi trường độc hại có thể. Trong cái môi trường làm việc ấy thì chúng tôi rất là quan trọng và quan tâm vấn đề môi trường, từ rác thải, vệ sinh rồi là cái bụi, đấy, rồi tiếng ồn, đấy là chúng tôi đều nghĩa là có rất nhiều biện pháp để cải thiện. Việc chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động tại Tổng công ty Ba Son đã hạn chế phần nào việc mắc bệnh nghề nghiệp, để từ đó người lao động yên tâm sản xuất, tạo ra những sản phẩm có năng suất, chất lượng, góp phần vào mục tiêu phát triển đơn vị vững mạnh, ổn định sản xuất kinh doanh.